Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin Địa ốc trên kênh truyền hình SBNC. Và như thường lệ, trước khi đến với những thông tin chi tiết, xin mời quý vị hãy cùng với chúng tôi điểm qua một số tin tức đáng chú ý trong bản tin kỳ này. Doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn vì chính sách đất. Việt Kiều không trực tiếp mua nhà tại Việt Nam có thể đứng tên quyền sử dụng đất hay không? Bất động sản bán lẻ tiếp tục chịu sự cạnh tranh gay gắt vì nguồn cung dồi dào. Kính thưa quý vị, theo kế hoạch mới được Bộ Tài chính phê duyệt, sẽ có 44 đề án được triển khai từ nay đến năm 2019 để tăng cường năng lực quản lý nhà nước về đất đai và khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai và tài sản nhà nước. 44 đề án về quản lý đất đai sẽ được thực hiện từ nay cho đến năm 2019 và được chia thành 3 nhóm, gồm nhóm đề án hoàn chỉnh hành lang pháp lý về quản lý sử dụng tài sản công với những nội dung về mua sắm, định mức sử dụng tài sản nhà nước, góp vốn liên doanh, liên kết bằng quyền sử dụng đất ở những đơn vị sự nghiệp công lập. Nhóm đề án thứ hai tập trung cho những chính sách tài chính đất đai, trong đó có các quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước, chính sách đất đai để khuyến khích xã hội hóa giáo dục, dạy nghề, văn hóa, thể thao, y tế, v.v. Nhóm đề án thứ ba liên quan đến chính sách quản lý, khai thác những tài sản là hạ tầng giao thông đường sắt, đường hàng không và cảng biển. Vào sáng ngày 24 tháng 7, thì đại diện các doanh nghiệp tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã có dịp trình bày những vấn đề của mình trong một buổi hội thảo mang tên là Khó khăn của doanh nghiệp về tiền thuê đất do Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Phóng viên của chúng tôi cũng đã có mặt để ghi nhận sự kiện này. Hiện nay tôi đang có mặt tại buổi hội thảo Khó khăn của các doanh nghiệp về tiền thuê đất do Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Phải nói là ít có buổi hội thảo nào mà lại có thể thu hút được sự tham gia đóng góp ý kiến nhiệt tình của người tham dự đến như vậy, là bởi vì ở đây đa số các doanh nghiệp khi đến với buổi hội thảo này đều mang khá nhiều bức xúc và cần được giải tỏa. Hầu hết các bức xúc đều đến từ các chính sách về tiền thuê đất, trong đó nổi lên một số vấn đề như sau. Các doanh nghiệp khi ký hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên Môi trường, nhưng khi có những điều chỉnh trong giá đất thì họ lại phải chạy đôn chạy đáo, tìm hiểu thông tin từ khắp các sở thuế hay sở tài chính mà vẫn không có được câu trả lời xác đáng. Bởi vì cái hợp đồng đối với doanh nghiệp là quan trọng nhất, còn sự phân công của ủy ban nơi nào tính giá, nơi nào là thu thì cái chuyện đó chuyện của nhà nước. Mà chúng ta hiện nay đang mong muốn là cải cách về hành chính mà tìm một đầu mối thôi. Các ngành cứ việc định giá như thế nào mà cái nơi mà chúng tôi quan hệ vẫn là cái nơi Sở Tài nguyên Môi trường, là nơi ký hợp đồng. Chứ còn bây giờ để mà chúng tôi phải chạy qua bên Sở Tài chính trước đây để mà là tìm hiểu về cái giá, rồi là chúng tôi phải chạy qua Sở Tài nguyên Môi trường, thậm chí chúng tôi phải chạy qua bên thuế quân nhận, vòng vòng thì rất là cực. Hay giá tiền thuê đất tăng một cách đột biến và bất thình lình khiến nhiều doanh nghiệp trở tay không kịp. Vấn đề tiếp theo là vấn đề hồi tố. Văn bản mới về giá tiền thuê đất được đưa ra từ năm 2012, nhưng lại yêu cầu truy thu tiền thuê đất mới từ năm 2006. Tại buổi hội thảo thì đại diện các sở ban ngành có liên quan như là Sở Tài chính, Cục Thuế cũng đã tham dự và giải đáp một số thắc mắc của các doanh nghiệp. Dù vẫn còn khá nhiều vấn đề cần được giải quyết, nhưng việc tổ chức buổi hội thảo đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể nói lên tiếng nói của mình, góp phần làm cho môi trường kinh doanh thêm lành mạnh. Thưa quý vị, Bộ Tài chính cũng vừa chính thức lên tiếng trước thông tin cho rằng sắp tới đây thì cơ quan này sẽ yêu cầu người dân đang ở trong căn hộ chung cư phải đóng tiền sử dụng đất. Dư luận gần đây xôn xao về việc từ ngày 1 tháng 8 tới, người mua chung cư phải nộp tiền sử dụng đất theo Điều 6 Thông tư số 76/2014 của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, trong công văn phát đi vào chiều ngày 21 tháng 7, Bộ Tài chính đã khẳng định hoàn toàn không có chuyện này. Theo Bộ, Điều 6 trong Thông tư số 76 không áp dụng đối với trường hợp nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trực tiếp cho chủ đầu tư để thực hiện dự án xây nhà ở, để bán hoặc cho thuê. Trong trường hợp này, chủ đầu tư dự án có nghĩa vụ phải nộp tiền sử dụng đất cho nhà nước. Nhà nước không thu tiền sử dụng đất trực tiếp của các hộ dân mua nhà của chủ đầu tư. Điều 6 Thông tư số 76 chỉ áp dụng đối với trường hợp quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước tại các tòa nhà nhiều tầng. Trong trường hợp này, nếu nhà nước bán nhà và giao đất trực tiếp thì các đối tượng sử dụng có nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất cho nhà nước. Bộ cũng khẳng định Điều số 6 Thông tư số 76 không phải là điểm mới của Luật Đất đai năm 2013 mà chỉ là kế thừa và cụ thể hóa quy định có từ Luật Đất đai năm 2003. Để đảm bảo tính hệ thống và thống nhất khi áp dụng các văn bản đang có hiệu lực.
Trong nửa đầu năm 2014, thì các nhà khảo sát thị trường cho thấy tình hình giao dịch nhà ở đã tăng mạnh trở lại khi lượng nhà ở bán được cao gấp đôi so với cùng kỳ. Đáng chú ý là bên cạnh phân khúc nhà bình dân, thì phân khúc bất động sản cao cấp trong quý này cũng đã có lượng ổn định và còn có chiều hướng nhích nhẹ nhờ vào doanh số tại các dự án có quy hoạch bài bản. Đây là một trong những sự kiện diễn ra tại một dự án bất động sản cao cấp gần đây, đón hè cùng Đại Phước Lotus. Một chương trình gồm nhiều hoạt động dành cho các gia đình tại khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước Lotus tại Cù Lao Ông Cồn, huyện Nhân Trạch, Đồng Nai. Có khoảng 150 gia đình gồm người lớn và trẻ em tham gia sự kiện này sau 30 phút đi du thuyền từ bến tàu Vườn Kiển, quận 1. Đây là một trong những sự kiện mà chủ đầu tư dự án biệt thự cao cấp Đại Phước Lotus tổ chức nhằm tạo điều kiện cho khách hàng tham quan tìm hiểu thêm về dự án biệt thự cao cấp ven sông này. Cũng trong tháng 7, dự án này vừa tổ chức lễ ký hợp đồng giao dịch thứ 200 trên tổng số 332 biệt thự của dự án. Dự án hướng đến sự phát triển bền vững, vị trí độc đáo và quy hoạch tổng thể tốt. Chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng những khoản đầu tư tiềm năng, một nơi sống, nơi nghỉ dưỡng lý tưởng. Với cái khung cảnh rất là thiên nhiên, rất là mát mẻ. Và khi đến đảo thì tôi cũng rất ngạc nhiên là Việt Nam đã phát triển được những khu dân cư với đầy đủ tiện nghi, từ đường xá, cây cối cho đến ngay cả những cái thiết kế về nhà cửa, nó phù hợp với lại những cái nhu cầu sống của riêng cá nhân tôi, nhưng mà tôi nghĩ là hầu hết những người Việt kiều ở nước ngoài cũng đều trông mong có một cái khu dân cư ổn định như thế. Có thể nói đây là một trong những dự án bất động sản cao cấp đang được đánh giá tốt trên thị trường hiện nay nhờ nhiều yếu tố. Dự án này rộng 200 hectare thuộc khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước 400 hectare, được coi là dự án mở đầu xu hướng hình thành đô thị đảo tại Việt Nam. Dự án do công ty Vina Đại Phước đầu tư, tổng vốn 400 triệu đô la. Đây là liên doanh giữa Vina Capital Real Estate và DIC. Và trong chuyên mục mỗi tuần một câu hỏi lần này, thì chúng tôi đã nhận được câu hỏi của một vị khán giả ở quận 1 xoay quanh vấn đề mua nhà ở đối với Việt Kiều. Nội dung câu hỏi như sau. Hiện chị gái tôi đang sống và làm việc tại Úc và cũng đã nhập tịch tại Úc rồi, nhưng mà có nhu cầu mua nhà tại Việt Nam để có thể về Việt Nam sống khi về già. Trước mắt thì không ở mà cho thuê hoặc là cho bà con ở. Vậy thì có thể đứng tên sở hữu tài sản là nhà đất tại Việt Nam hay không? Có thể ủy quyền cho người nhà tại Việt Nam mua nhà và ký hợp đồng mua nhà hay không? Ngay sau đây, luật sư Huỳnh Văn Nông, giám đốc của công ty luật SH Law sẽ trả lời thắc mắc của quý khán giả. Xin kính chào bạn xem đài và vấn đề bạn quan tâm về việc là Việt Kiều có được phép mua nhà ở Việt Nam hay không? Thì vấn đề này tôi xin trả lời như sau. Theo luật sửa đổi một số điều luật nhà ở, cụ thể là cái điều sửa đổi 126 của luật nhà ở thì quy định có hai cái nhóm người Việt kiều được phép sở hữu nhà Việt Nam. Nhóm thứ nhất là tôi là những cái người mà cư trú ở Việt Nam từ 3 tháng trở lên, có quốc tịch Việt Nam. Thứ hai là nếu không có quốc tịch Việt Nam là người có nguồn gốc Việt Nam và đầu tư trực tiếp vào Việt Nam, những người mà có công với đất nước, những người mà là nhà văn hóa, nhà khoa học hoặc là những người có những cái kỹ năng đặc biệt mà nhà nước Việt Nam cần sử dụng, và những cái người nữa là người có vợ có chồng là công dân Việt Nam đang cư trú ở trong nước. Thì những cái người tôi, những cái nhóm người tôi vừa nêu thì những người này được phép sở hữu nhà giống như công dân Việt Nam ở trong nước, là sở hữu không hạn chế về số lượng nhà ở. Một cái nhóm người nữa là được sở hữu một cái nhà ở riêng lẻ hoặc là một căn hộ chung cư, thì gồm có những người là những người gốc Việt Nam được miễn thị thực khi ra vào Việt Nam và cư trú ở trong nước từ 3 tháng trở lên, thì những người này được sở hữu một căn nhà ở riêng lẻ hoặc một căn hộ chung cư. Người thân của bạn, theo thư của bạn thì người thân của bạn không có cái điều kiện về cư trú lâu dài ở Việt Nam, do vậy thì sẽ không được phép mua nhà ở Việt Nam nếu như người thân của bạn là không thỏa mãn các cái điều kiện mà tôi vừa nêu. Xin kính chào bạn xem đài. Quý vị vừa theo dõi chuyên mục mỗi tuần một câu hỏi về nhà đất. Mọi thắc mắc cần giải đáp về những vấn đề liên quan đến nhà đất
Quý vị vui lòng gửi thư về địa chỉ email bản tin địa ốc fbnc@gmail.com. Chúng tôi sẽ lần lượt chuyển đến các luật sư chuyên ngành để giải đáp thắc mắc của quý khán giả trong bản tin địa ốc phát sóng vào hàng tuần. Và tiếp theo trong phần 2 của chương trình thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng theo dõi những câu chuyện nổi bật sau đây. Bất động sản bán lẻ tiếp tục chịu sự cạnh tranh gay gắt vì nguồn cung dồi dào. Giá nhà tại Singapore giảm 3 quý liên tiếp.